Hai cánh mở tối đa, ngay sau đó cả người tự quay quần ở trên không trung, tung vòng vầng sáng huyền lệ bị cặp cánh của nàng mang theo. Phương minh kéo xẻ to rõ ràng vàng rọi bầu trời. Tung vòng cương thịnh màu đỏ sẫm lúc này quang mang hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Rơi đi qua thế nhưng mà đẹp bạo phong tuyết càng trở lên bên ngoài. Hòa Phượng Hoàng cũng là ở trong nháy mắt này ra tốc, cơ hội chẳng qua là chớp mắt này sẽ đến trước mặt của Vũ Hạo. Vũ Hạo lúc này tới kịp cũng chỉ có giơ lên cánh phải của mình, cố gắng ngăn trở Hòa Phượng Hoàng khổng lồ. Hồn kỹ thứ 8, Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Hoàng hạ diễm nóng bỏng đã đến trước mặt này, mà sau lưng của Vũ Hạo sáng lên hai luồng rói mắt quang thái. Một mặt trăng một mặt trời, ngày vì màu vàng, tháng vì màu lam, kỳ di nhật nguyệt giao hối, để cho cả người của hắn phảng phất cùng tiến vào trong một loại trạng thái đặc thù. Phượng Hoàng hỏa diễm rơi vào trên người của hắn, nhưng kịch liệt địa bàn xoáy, biên cực thịnh ra lực lượng, tinh thầm hướng ra phía bên ngoài vứt bay, mà phía ngoài này tuyết vũ cực bằng vực cũng xuất hiện ra biến hóa kỳ dị. Thành từng mảnh bông tuyết, diễn nhiên cũng như vậy, trên không trung lối tiếp ở chung một chỗ, hóa thân thành một mảnh dài hẹp ranh giới có tuyết, sau đó lại lần nữa lẫn nhau dây dưa, quang mang biến thành một mảnh dài hẹp bằng tuyết tỏa liên, từ bốn phương tám hướng này quấn quanh hỏa phượng hoàng. Đây là tuyết vũ cực bằng vực tiến hóa, bằng tuyết tỏa liên. Mỗi một con băng tuyết tỏa liên cũng là bị cực trí chi băng ngưng tụ cùng với dung hợp, rơi vào trên người của Hỏa Phượng Hoàng cũng làm cho nàng kịch liệt run rẩy. Phượng Hoàng hỏa diễm nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống, có thể không bàn về nàng thúc giục bản thân hồn lực như thế nào, cũng không cách nào từ trong mặt này đối thủ trưởng không ra. Ở đây trong lòng bàn tay hàm chứa ra một cỗ lực lượng cường đại xoay tròn, sở hữu năng lực vọt tới trong đó trong nháy mắt này vứt bay, không cách nào chân chính xông vào. Sau lưng của Vũ Hạo, nhật nguyệt ánh sáng cũng trở lên càng thêm cường thịnh, ngay cả trên bầu trời thái dương ở trước mặt bọn họ cũng trở lên ảm nhiên thất sắc. Đây là lực lượng gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhưng không có người nào có thể gọi cho tên ra. Ngay cả Trung Liều cũng không, nhưng hắn đọ người khác lại biết nhiều một chút, bởi vì hắn khắc sâu nhớ được, sau lưng của thú thần Đế Thiên cũng đã từng gặp ra nhật nguyệt quang ảnh tương tự, chẳng qua là lực lượng của thần thú mạnh mẽ hơn Vũ Hạo nhiều lắm, nhưng hơi thở cũng là cực kỳ cường hãn. Hắn đến tận cùng là lĩnh ngộ dạng lực lượng gì vậy, thật không ngờ cường đại như vậy. Trung Liêu lúc này khiếp sợ, đồng thời chỗ sâu đến mắt này mừng rỡ cũng là càng thêm mãnh liệt. Vũ Hạo càng cường đại, cũng là ý nghĩa rằng chỉ cần kế hoạch của hắn thành công, như vậy tương lai thánh linh giáo thánh tử này cũng đã càng phát ra cường đại. Tốt rồi, hạ một cái thánh tử. Bông tuyết xiềng xích quấy giấy, Hòa Phượng Hoàng dãy rụa đã bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Mã Tiểu Đào hồn lực ở bông tuyết này xiềng xích hạn chế thẳng tắp giảm xuống. Trong lòng của Vũ Hạo hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn vận dụng bản thân bổn nguyên song hồn hạch lực lượng mới có thể không thương tổn đến Mã Tiểu Đào. Điều kiện tiên quyết băng hùng vương Tiểu Bạch cũng là tuyết vũ cực băng vực này đem nàng về khốn, phải biết rằng cũng không dễ dàng, thậm chí là có thể nói là khó khăn. Nhưng hắn dù sao cũng thành công, cho dù tiêu hao lớn theo hắn cũng là đánh giá. Ngay sau khi hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã bị trói lại, Hòa Phượng Hoàng đột nhiên lúc này ngắt đầu lên, chỗ sâu đáy mắt này tràn ra một loại quang mang gần như là điên cuồng. Không tốt rồi, trong lòng của Vũ Hạo lúc này cả kinh, nhưng khi mà hắn muốn phản ứng ra có lẽ còn không kịp nữa rồi. Một đoàn kim hồng sắc quang mang kinh khủng này đến mức tận cùng, chất từ Ma Tiểu Đào Phượng Hoàng chân thân này bộc phát ra, sở hữu bằng tuyết tỏa liên trong khoảng khắc hóa thân thành phấn vốn, nóng bỏng lần nữa trở thành chủ lực. Mà kinh khủng là tính dễ lổ Phượng Hoàng hỏa diễm đã trong nháy mắt này đem Vũ Hạo thôn phệ. Đúng vậy, đây chính là Mã Tiểu Đào hồn kỹ thứ 9, Phượng Hoàng liết bàn, Phượng Hoàng dục hỏa liết bàn sống lại. Ở liết bàn một khắc kia, cũng là Phượng Hoàng cường đại nhất là suy yếu thời khắc này. Liết bàn chỉ sơ vô cùng là cường đại, liết bàn sau vô cùng suy yếu, nhưng đồng dạng cũng mang cho Phượng Hoàng tân sinh. Phượng Hoàng liết bàn, đây chính là Mã Tiểu Đào cường đại nhất thứ 9 hồn kỹ, liều mạng hồn kỹ đó. Nếu như định nhân không chết, như vậy thì thi triển ra Phượng Hoàng liết bàn này tất nhiên suy yếu nàng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng một kinh uy năng này cả thầy có thể đạt tới trình độ gần cực hạn đấu la. Nếu như tương lai là có thể trở thành siêu cấp đấu la, coi như là cực hạn đấu la đối mặt với một kích kia cũng kinh hồn, đảm thắng. Đây chính là một lá bài tẩy của Trung Liêu. Hắn từ đầu tới cuối cũng chưa có lo lắng quá Vũ Hạo đánh chết được Mã Tiểu Đào, càng sẽ không lo lắng rằng Mã Tiểu Đào Phượng Hoàng liết bàn này không cách nào sử dụng đến. Hồn kỹ thậm chí không cần tụ thế, chỉ cần ý niệm vừa đột động sẽ bộc phát ra, suy yếu một tháng này làm đại gia bộc phát ra hỏa diễm kinh khủng, uy năng có thể nghĩ. Vũ Hạo không biết, cho nên hắn bị Phượng Hoàng liết bàn này luốt hết trong đó. Cả bầu trời đã hoàn toàn biến thành một mảnh kim hồng sắc, giống như là có vô số kim hồng sắc lưu vân ở trên không trung kích động. Sự lãnh khắc thành đến nhân nguyệt đế quốc đại doanh ở trong phạm vi trăm dặm, phảng phất đều ở trong nháy mắt này tiến vào đến hè nóng bực. Nóng sức này làm cho mỗi người cũng cảm thấy phiền não cùng sợ hãi.
Đường Phu Đồng đứng trên mặt đất, ngơ ngác nhìn không trung phát sinh ra hết thảy. Nàng vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là trong ánh mắt lộ ra không yên tĩnh. Trung Ly Ô cười, hắn cười rất vui vẻ. Vũ Hạo đã chết rồi sao? Hắn sẽ nhận sẽ không chết. Trung Ly Ô đối với Vũ Hạo mà nói rất có lòng tin. Một gã tu vi đã tới sơ cấp đấu la cực chế chi băng, trên người còn có nhiều cường đại hồn kỹ, ồn não khí như vậy, cùng với chuỗi cực chế chi băng thần khí, một loại dao găm hắn là có thể dễ dàng chết như vậy. Nhưng ở Phượng Hoàng Liệt Bàn này, hắn cho dù không chết cũng nhất định sẽ lột giá, thế cũng là đủ rồi. Lóng bỏng kim hồng sắc hỏa diễm ở trên không trung này ca thể kéo dài đến gần một phút đồng hồ mới dần dần lúc này làm nhạt. Thủ xuất hiện ra trước thân ảnh này là Bình Hành Huyền Phù ở giữa không trung, từng cái kim hồng sắc phủ vân kỳ dị quay chung quanh thân thể của nàng. Nàng bình tĩnh nằm ở trên không trung, tóc xõa dài ra, hai tròng mắt bế hợp, giống như ngoại giới hết thảy cũng không có quan hệ gì với nàng cả. Đúng vậy, nàng là Mã Tiểu Đào. Giờ này khắc này đây, nàng đã không còn là Phượng Hoàng Thánh Nữ. Nàng mất đi ý thức giống như một mảnh rơi mây đó, đang từ không trung này lặng lẽ rơi. Khóe miệng của Trung Leo lúc này thoát ra một tia cười khấy, mũi chân chĩa xuống mặt đất, phóng lên trên cao đem Mã Tiểu Đào kế tiếp đi. Nhưng vừa ngay lúc đó, một cái lướt sơn màu đen như mực hắc động này không có báo trước đột nhiên xuất hiện ra ở phía trước của Mã Tiểu Đào, giống như là bầu trời lút ra một khe hở này. Thân thể của Mã Tiểu Đào trong nháy mắt bị cắn nuốt. Không gian bế hợp này nàng tự biến mất như vậy, ngay cả đám điểm hơi thở cũng không để lại. Trung Leo lúc này ở theo chân ở trên không trung, cả người đều có một chút ngốc trẻ. Không có, Phượng Hoàng Thánh Lữ này không có, đây là lực lượng gì? Quang ảnh lúc này hư ảo lóe lên, không trung vừa thêm một người, chính là Hoắc Vũ Hạo. Trên người của hắn băng cực chiến thần giáp thường, tia sáng rõ ràng mở đi rất nhiều, nguyên bản thâm thúy màu xanh đậm này số nhờ ít đi vài phần. Ở đây cường đại cấp 9 hồn đạo khí thượng này, thậm chí có thể để lại số vết từng đạo. Bởi vì mang theo nón an toàn, nhìn không thấy vẻ mặt hắn lúc này, cực chí chi băng lúc này hơi thở còn đang. Ta thắng, đây là người thứ ba. Thanh âm của Vũ Hạo lúc này lạnh như băng vang lên. Julio ngẩng đầu nhìn hướng hắn, trong mắt vẻ âm lãnh trở lên càng ngày càng mãnh liệt rồi nói: Vũ Hạo, người đem Phượng Hoàng Thánh Nữ này tới địa phương nào? Kế hoạch của hắn tuyệt đối không có Phượng Hoàng Thánh Nữ mất tích. Vũ Hạo lạnh nhạt lại nói: Cái này không cần người biết. Trong mắt của Julio lúc này quang đại thịnh rồi nói: Được, được, được. Để trong Vũ Hạo lúc này ngoại ý muốn chính là vị thánh linh giáo giáo chủ lại đang nói ra bà chữ hảo, thế nhưng mà quay đầu lại một lần nữa hướng về phía mặt đất đi, chính là tự phản ứng. Đúng vậy, cứ như vậy trong lòng của Trung Leo lúc này chỉ cần hắn cuối cùng là mục đích đạt thành, đánh tàn Vũ Hạo, cho hắn không chế được Vũ Hạo, sợ tìm không được Phượng Hoàng Thánh Nữ trở về hay sao. Cho nên hắn rất là không vui, hắn đè xuống lộ tầm lửa giận, nhưng sau khi rơi xuống mặt đất, lập tức hướng ra phe mình vùng tay. Đại biểu cho Nhật Nguyệt Đế Quốc hoặc nói là đại biểu cho Thánh Linh Giáo người thứ tư ra chân chính là xuất hiện. Hắn hắc sắc thân ảnh này bay lên trên trời, trực tiếp hướng phía Vũ Hạo lúc này xuống tới. Lần này Thánh Linh Giáo chưa cho Vũ Hạo thời gian lửa phần giảm sốc, Hòa Phương Thánh Nữ lúc này thua, còn lại là Vũ Hạo bắt đi. Không cần gấp gáp, mục đích của Trung Leo vẫn là đạt đến. Hắn rất tin tưởng rằng cho dù Vũ Hạo lúc này thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt với loại trình độ công kích cũng tất nhiên sẽ có tiêu hao rất lớn. Sự tình huống như vậy kế tiếp so đấu hợp lại, hắn như nào tiến hành đây? Có thể mặc dù như vậy, nhưng mà Trung Liệu nhiều cũ không có ở thứ tự này chẳng tự ra sân. Hắn tâm tư thầm chấm, cũng không làm chuyện không nắm chắc, cho đến thứ tư chẳng như cũ là khúc dạng nhạc sao. Hắc thân ảnh này xông về phía của mình, Vũ Hạo tự thấy rõ đối thủ. Người quen, tuyệt đối là người quen. Hạt hổ đấu la, Trường Bằng. Năm đó Vũ Hạo lần đầu tiên gặp phải hạt hổ đấu la Trường Bằng. Trường Bằng chính là đùa giết hắn. Khi đó Vũ Hạo ở bên cạnh đó Ngôn Thiếu Triết, Tiên Lâm Nhi hai vị viện trưởng. Tiên Lâm Nhi đã chiến cho Trường Bằng, hai bên đánh cho khó phần thắng bại. Mâu lần cũng đồng dạng là Vũ Hạo lần đầu tiên nhìn thấy Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao, sao bằng đánh cuộc với đưa cho Long Tiêu Dao kích đi. Trước đó không lâu Vũ Hạo đột phá, mới từ trong Long Thần đấu la Mộc Ân lời đó biết được, thì ra là Long Tiêu Dao mới chính mình là vẫn không có ác ý, khó trách nếu không nghe lời, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, Long Tiêu Dao tuyệt đối có năng lực giết chết bản thân. Lúc này đây gặp lại Trường Bằng, hắn đã không phải là thành liến năm đó yếu ớt, mà là cường đại phong hào đấu la, mà vì hạt tổ đấu la ở năm đó cũng là siêu cấp đấu la cường giả. Đã nhiều năm như vậy, tu vi tự nhiên tăng lên một bậc, cho dù không bằng Phượng Lăng cũng sẽ không xê xích quá nhiều. Tiếng hổ gầm lúc này trầm thấp, thân ảnh của Trương Bằng cơ hồ là trong nháy mắt này tự xuất hiện ra ở trước mặt của Vũ Hạo. Sau lưng hạt hổ quang ảnh hiện ra, hắn đột quyền này hướng phía Vũ Hạo oanh khứ.
Trên trán vận mệnh chỉ nhãn lúc này chợt mở ra, khoảng cách gần một đạo linh hồn đánh sâu vào, chạy thẳng tới vị hạt hổ đố là tự quanh tới. Vũ Hào cũng rất biết lợi dụng ưu thế của mình, hiện tại cũng không ngoại lệ. Một tầng mãnh liệt quang ô xuất hiện ra ở từ trên ngực hoàn tóe phát ra, thế nhưng mà hóa thân thành một mặt ô quang lóe lên cái gương nhỏ xuất hiện ở trước mặt của mình. Vũ Hào linh hồn đánh sâu vào, rơi vào cái gương nhỏ này, trong nhà măn bị chiết xạ ra hướng một bên. Có thể chiết xạ được linh tinh thần lực lượng, khó trách rằng hắn không có đi mua tinh thần phòng ngự hồn đạo khí, không trách được trung liều sẽ làm choán ra sân, một vị thánh linh giáo quả nhiên là không sống vật thường. Cái gương nhỏ mặc dù chiết xạ Vũ Hạo linh hồn đánh sâu vào, nhưng bản thân cũng là phát ra một tiếng thành túy két một tiếng, hiện như là nhận lấy hư hào nhất định. Thân thể của Trương Bằng chỉ hơi hơi khoáng một cái, quả đấm của hắn cũng đã đến trước ngực của Vũ Hạo. Tay trái của Vũ Hạo một sẵn này, tay phải trước đấy, đường môn tuyệt học Khống Hạc Cầm Long. Hắn bây giờ cũng không phải là ban đầu mới vừa nhập môn, Vũ Hạo lúc này Khống Hạc Cầm Long ở trong tay hắn dùng đến, rất có hóa hủ ra bại bị thần kỹ áo nghĩa. Trương Bằng chỉ cảm thấy rằng một cô hấp lực này khổng lồ truyền đến, quả đấm của mình đi thiền đến một bên, cùng lúc đó Vũ Hạo một cái tay tựa như theo hướng ra lồng ngực của hắn. Trương Bằng lúc này gầm nhẹ một tiếng, toàn thân chợt trở nên dữ dội lên ổ quang mãnh liệt, thân thể chợt bành trướng, cánh tay kia lập trường ra như dao, chạy thẳng tới phía Vũ Hạo lúc này đẩy tới thủ trướng. Hai tay của Vũ Hạo thoáng một cái, tay trái sức kéo cùng với tay phải lực đẩy chợt hướng ra vào phía trong hợp lái. Nhất thời thì một cỗ cường thế toàn qua lại hồn lực ở trong nháy mắt này bộc phát, lực phá cường hoàn lấy hướng ra phía bên ngoài buông thả. Trương Bằng công kích chưa tới, người cũng đã bị đụng phải đi ra bên ngoài. Hợp lại tiếp xúc phân, mọi người xem chiến giá xem ra Vũ Hạo cùng với Trương Bằng bất phần thắng bại.